Mình đã thành công rồi mọi người ơi. Đây là chanh đính đá của cả 4 thành viên Blackpink. Tối hôm qua quyết tâm là phải đính xong chanh của chị Lisa. Chén nhẹ một bịch khoai tây chiên và thêm một ít cốc chua lè. Làm cái gì thì làm chứ ăn là không thể nào quên được. Bức tranh của chị Lisa gần như đã hoàn thành, còn lại cái phần đầu tóc màu đen của chị và thêm một số chi tiết của khuôn mặt. Hầu như bức tranh của chị Lisa thì màu đá nó sẽ tối hơn so với 3 thành viên còn. Điều mà Jen cực kỳ cẩn thận đó chính là mình đính những cái phần mắt, mũi, miệng của chị Lisa đó cả nhà. Không biết có ai say nắng nụ cười của chị Lisa không chứ mỗi lần chị Lisa cười là trời đất ơi, con tim của tôi rụng rồi. Và đây chính là kết quả. Trời ơi sao mà đẹp quá vậy nè. Bức tranh này chị Lisa quá là dịu dàng. Còn đây là tranh của chị Rose, Jisoo và cuối cùng là Jennie. Đầy đủ 4 thành viên của Blackpink đúng như sự chờ đợi của mọi người rồi đó nha. Bây giờ thì mình sẽ cắt những cái viền tranh còn dư. Cắt ra được một mớ viền như thế này luôn nè. Nhìn tới cái khúc này là tôi thấy công sức của mình đính đá 4 bức tranh này không hề lãng phí một chút nào. Đẹp ơi là đẹp, đặt ở ngoài nắng nó lấp la lấp lánh xinh cực kỳ luôn á mọi người. Bây giờ thì mình sẽ dán 4 chị vào trong cái bức tường của mình. Xứng đáng 100 điểm.